Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng ở Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga sẽ tham gia chương trình ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn bác sĩ đã tới phòng thu của VOV2. Vâng, xin chào các thính giả của kênh VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, để hiểu về tính chất nguy hiểm cũng như mối liên quan giữa dung nhĩ và đột quỵ, thì có lẽ trước hết chúng ta sẽ phải tìm hiểu dung nhĩ là gì. Xin được hỏi bác sĩ ạ. Vâng, trước hết thì chúng ta cũng cần phải hiểu dung nhĩ nó là một cái rối loạn nhịp tim gần như là phổ biến nhất. Vâng. Và nó tăng dần theo tuổi, có thể là sau cái tuổi 50 nó cứ mỗi 10 năm nó tăng lên khoảng gấp đôi, và đến cái tuổi khoảng 75, 80 tuổi ấy, nguy cơ những người mà tuổi cao bị dung nhĩ có thể lên tới khoảng 10% dân số. Bình thường ấy, chúng ta biết là cái quả tim là các cái tâm nhĩ nó co bóp, trong tâm thất co bóp là nó nhịp nhàng và được sự chỉ huy từ cái hệ thống thần kinh tim. Tuy nhiên khi ở những người dung nhĩ thì các cái cơ ở nhĩ ấy, nó co bóp một cách không đều và nó lộn xộn, thì nó khiến cho cái tâm nhĩ lúc này nó không co bóp được mà nó cứ tạo thành một cái rung và không đẩy được máu đi. Thế mình hay gọi là mất nhịp nhĩ ấy. Vâng. Thì dung nhĩ thì nó gây ra các cái hậu quả như sau. Thứ nhất là nó làm kích thích liên tục ở tâm nhĩ, nó dẫn đến tâm thất, làm cho cái nhịp thất ấy vâng. là nó sẽ bị nhanh lên và dẫn đến tăng nhịp tim. Vâng. Hầu hết những người dung nhĩ là nhịp tim đều tăng, và từ cái nhịp tim tăng đấy nó gây ra rất nhiều vấn đề suy tim rồi các bệnh mạch vành. Nguyên nhân thứ hai mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập nhiều, tức là cái dòng máu nó thông qua tâm nhĩ nó không được thông suốt, nó không nhịp nhàng mà nó bị luẩn quẩn, nó cứ quanh đi quẩn lại ở trong cái buồng tâm nhĩ, thì nó tạo thành những cục máu đông, và theo thời gian thì các cục máu đông đấy to ra và các cục máu đông đấy nó sẽ đi các nơi, nó gây ra các cái vấn đề như đột quỵ hay là nhồi máu cơ tim hoặc là tắc mạch. Và thứ ba là các cái tình trạng cơ của tâm nhĩ nó sẽ bị rối loạn về mặt chuyển hóa, về mặt sinh lý, nó gây ra rất nhiều cái rối loạn nhịp tim khác. Đấy là ba cái mà vấn đề gây ra của cái dung nhĩ. Vậy thì dung nhĩ nó thường được biểu hiện bằng những cái triệu chứng như thế nào ạ? Và những cái triệu chứng này thì có dễ chẩn đoán hay không? Vâng, thì thực ra thì các cái triệu chứng của dung nhĩ nếu mà chỉ dựa vào lâm sàng này rất là khó để nhận biết. Thông thường nhất ở đây là nhịp tim thì sẽ là tăng cao. Đấy, nhịp tim ở đây có thể lên tới hơn 100, thậm chí 120, 130 lần một phút. Và cái triệu chứng ví dụ như là đánh trống ngực này, đôi khi mệt mỏi này, rồi là khó thở này, và đôi khi có thể bị ngất. Tuy nhiên những cái này thì bệnh nhân lại thường dễ bị nhầm với các bệnh khác và nghĩ là mình không sao. Tuy nhiên và đa phần là mọi người lại được chẩn đoán khi mà đi khám sức khỏe định kỳ, hoặc là khi có cái biến chứng đột quỵ chẳng hạn, lúc đấy mới biết bị dung nhĩ. Thế còn để chẩn đoán thì lại rất là dễ. Mình chỉ cần làm một cái điện tim rất đơn giản mà bất kỳ phòng khám nào cũng có thể làm được. Thì trên cái kết quả điện tim ấy, thì nó sẽ có một, bình thường sẽ có cái sóng khử cực của tâm nhĩ là sóng P. Thì bệnh nhân này nó mất cái sóng P đấy, và thay sóng P đấy thì có những cái sóng rất nhỏ nó lan tăn, gọi là sóng F, là fibrillation, giữa các cái nhịp đập của tâm thất. Thì nó cái nhịp đấy rất là cao. Và một số trường hợp thì nếu mà dung nhĩ nó kín đáo, nó ít xảy ra, không thường xuyên, thì đôi khi người ta có thể chẩn đoán bằng cách là đeo cái điện tim 24 giờ. Vâng. Như vậy là nếu như mà chịu khó đi khám sức khỏe định kỳ thì sẽ phát hiện được bệnh sớm, đúng không ạ? Bởi vì là trong khám sức khỏe định kỳ thì thường cái sẽ có điện tim. Đúng rồi, thông thường là sẽ có. Vâng. Lúc nãy thì bác sĩ có cho biết là càng những người mà tuổi càng cao thì cái nguy cơ bị dung nhĩ sẽ nhiều hơn. Vậy thì ngoài cái yếu tố tuổi tác ra thì nó còn có những cái yếu tố nguy cơ nào, và cái nhóm nào thì dễ mắc dung nhĩ? Vâng. Tức là chúng ta đã biết là cứ một là nam giới này, hai là tuổi càng cao thì nguy cơ dung nhĩ càng cao. Thì các cái nguyên nhân hay gặp ở đây là tăng huyết áp này, hoặc là các cái bệnh về cơ tim, bệnh đái tháo đường, bệnh suy tim, đặc biệt là suy tim mà do vấn đề về van tim, các vấn đề ví dụ hẹp van tim hoặc là thấp khớp do van tim, hay là các cái bệnh mạch vành, rồi bệnh cường giáp, thì là những cái nguyên nhân hay gặp nhất có thể dẫn đến dung nhĩ. Và tất nhiên các cái nguy cơ này càng có tuổi thì nó càng tăng lên. Tuy nhiên chúng ta cũng phải biết ở đây là có khoảng 20-30% là người ta cũng không tìm thấy nguyên nhân gì cả mà tự dưng thấy dung nhĩ, không hề có các yếu tố như là tăng huyết áp hay đái tháo đường gì cả, mà nó tự dưng như vậy. Có thể là do tuổi già thì nó sơ hóa các cơ tim, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các đường dẫn truyền ở trong tâm nhĩ. Vâng, như vậy là tuổi tác là một yếu tố nguy cơ, và tuổi tác lại cộng với các bệnh lý nền thì cái yếu tố nguy cơ đấy nó sẽ càng tăng cao hơn, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, lúc này thì chương trình đã nhận được cuộc gọi đầu tiên của thính giả. Vâng ạ, xin chào vị thính giả đang ở đầu dây ạ. Thưa bác sĩ cho hỏi tôi, bệnh mạch vành 12 năm nay rồi, cái rung nhĩ này nó có đau tức ngực hồi hộp mệt nhiều không bác sĩ? Tôi thì đau tức ngực là suốt ngày đêm mà trên 10 năm nay, gần đây cả chừng một năm nay thì nó đau dữ dội lắm, nó đau ngâm ngâm suốt ngày đêm đó bác sĩ. Nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi. Vâng, bác có đi khám không ạ? Tôi chỉ ở Sài Gòn mấy bệnh viện lớn cũng 11 lần rồi bác sĩ. Vâng.
Thế những khi mà cái triệu chứng đau tức ngực này diễn ra kéo dài và bây giờ lại càng ngày càng diễn biến nó có vẻ nặng hơn thì bác đã đi đến bệnh viện khám lại chưa? Bởi vì tôi khiếm thị đi đứng khó khăn, vô cùng dạ, khó khăn, thành ra tôi bỏ cuộc cũng vài năm nay rồi đó. Tức là vài năm nay bác không đi khám. Dạ. Dạ vâng. Bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng sẽ hỏi thêm bác một số thông tin. Xin mời bác sĩ. Vâng, chào bác ạ. Thì đối với trường hợp của bác bị rung nhĩ mà hay có hiện tượng đau ở tim ấy, thì là cái lý do nó là như này. Khi mà rung nhĩ thì bao giờ là cái nhịp tim của bác nó sẽ tăng cao. Không rõ là nhịp tim của bác hiện tại bao nhiêu, nhưng thông thường nếu mà không được điều trị, nhịp tim thường là trên 100. Và chúng ta biết rằng khi mà quả tim nó bóp ấy, thì máu nó lại không vào trong mạch vành. Lúc đấy cái van tổ chim vào mạch vành nó sẽ đóng lại. Và khi quả tim nó không bóp thì lúc đấy máu nó mới vào mạch vành. Và khi nhịp tim nó nhanh thì máu vào mạch vành tự khắc là nó sẽ ít đi. Và từ đấy nó gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim, khiến cho tim bác bị đau. Do đó cái cách điều trị ở đây là mình trước mắt, theo mà tôi nghĩ là có lẽ là cái tình trạng rung nhĩ của bác là hiện tại là không thể đưa về tình trạng bình thường nữa, mà mình phải chấp nhận sống chung với tình trạng rung nhĩ. Thì lúc này chúng ta thứ nhất là phải đưa nhịp tim xuống thấp để cho lượng máu vào mạch vành nó nhiều hơn. Cái thứ hai thì cái việc mà không rõ là bác đã được bác sĩ dùng các cái thuốc để kiểm soát nhịp tim chưa, ví dụ như là các cái thuốc ức chế beta như là beta lock này hay con co này, hoặc là các cái thuốc mà ức chế kênh canxi ấy. Thì hiện tại là cho em hỏi là nhịp tim của bác hiện tại là bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? Quanh quẩn từ 90 đến 100 bác sĩ. Vâng, đấy, thế thì như vậy nhịp tim của bác vẫn hơi cao bác nhé. Theo cái khuyến cáo đối với các bệnh nhân mà có, nếu chỉ rung nhĩ không ấy, thì dưới 100 là tạm được rồi, nhưng mà có vấn đề về mạch vành tức là thiếu máu cơ tim ấy, thì cần đưa nhịp tim xuống dưới 70 bác ạ, thì lúc đấy mới có đủ máu để vào mạch vành. Cái thứ hai là mình phải kiểm soát mỡ máu để làm cái tình trạng xơ vữa của mạch vành nó không tăng lên. Và thứ ba nữa là chắc chắn là kể cả là dự phòng đột quỵ hay là dự phòng các cái biến chứng của bệnh mạch vành thì mình cần dùng thuốc chống đông ạ. Ở đây thì thuốc chống đông người ta sẽ dùng trong cái rung nhĩ ấy, thì nguy cơ mà có cái cục máu đông ấy, người ta sẽ dùng các cái thuốc chống đông kháng vitamin K như là acenocumarol hoặc là warfarin bác ạ. Hoặc là bây giờ nếu mà có điều kiện thì có các thuốc chống đông đường uống thế hệ mới như là virovosaban này, rồi episaban hay là dabigatran. Những cái thuốc mới này thì nó cũng rất là tốt, và là, tuy nhiên nó điều là giá nó hơi cao, nó sẽ khoảng 70-80 nghìn một ngày, mỗi ngày một viên. Thì không rõ là hiện tại bác là đó có đang dùng cái loại thuốc chống đông nào không ạ? Hiện tại thì bây giờ không, nhưng mà trước đây khoảng 6 năm trước đó, bị tôi đau mạch vành tới 12 năm, 16 năm trước đó, uống liên tục hàng tháng đó bác sĩ. Vâng. Năm nay, tức là bác đã bỏ thuốc 6 năm nay rồi. Vâng, thế thì đối với chị có uống nhưng mà thưa thớt lắm, bị vâng. Mà khiến thị cũng nhờ tiền vâng bảo trợ đó. Dạ, vâng. Dạ, với trường hợp của bác thì thế này, thì em khuyên bác là cần đi khám bác sĩ ngay ạ, để mình có một cái chiến lược dự phòng hợp lý. Tức là nếu mà chỉ mỗi mình bệnh mạch vành không thì chúng ta có thể dùng các cái thuốc chống đông là ức chế cái tập tiểu cầu như là aspirin hoặc là cái thuốc clopidogrel 75mg đấy ạ. Tuy nhiên nếu mà mình lại có vấn đề rung nhĩ nữa thì mình lại có thể dùng cái loại khác, đấy là thuốc kháng vitamin K hoặc là uống thuốc mà thế hệ mới để ức chế yếu tố 10 hoạt hóa. Cho nên cái việc này là không thể là chủ quan được bác nhé. Bác cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa về tim mạch để khám ngay, để được dùng thuốc dự phòng đầy đủ. Và các cái thuốc bác mà ở đây bác sĩ Hoàng có thể nói cho bác một cái số thuốc bác có thể dùng. Thứ nhất là thuốc giảm nhịp tim này, thuốc thứ hai là thuốc chống đông máu này, thuốc thứ ba là thuốc kiểm soát về mỡ máu này và tiểu đường hoặc là các bệnh khác liên quan bác nhé. Nhưng mà cái cách tốt nhất là bác cũng nên cố gắng, dù biết rằng là cái việc đi lại của mình nó hơi khó khăn so với những người khác, nhưng vẫn phải cố gắng để đi khám, bởi vì 6 năm nay bác đã không khám rồi, thì bác nên đi khám để bác sĩ đánh giá về cái tình trạng hiện tại, và cùng với cái tư vấn của bác sĩ Hoàng nữa thì bác sĩ sẽ có những cái hướng dẫn điều trị cụ thể cho bác nhé. Cảm ơn bác. Dạ, cảm ơn bác đã gọi tới chương trình. Thưa bác sĩ, là như phần đầu chương trình có nói là rung nhĩ thì thường gây ra từ 20-30% các cái ca tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ đấy ạ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết về cái mối liên quan giữa hai bệnh lý này ạ? Vì sao rung nhĩ lại tăng cái nguy cơ đột quỵ ạ? Vâng, thì chúng ta biết là đột quỵ thì nó có hai loại. Đấy là bị xuất huyết não, tức là vỡ mạch máu não ra. Trong cái xuất huyết thì nó còn một cái loại xuất huyết dưới nhện nữa, là thường là do bất thường về mạch máu. Thì ở thế giới nó độ khoảng 20-25% thôi. Ở Việt Nam thì hiện tại nó hơi tăng lên một chút, khoảng 30% và gặp người trẻ. Tuy nhiên là ở đây chúng ta không nói đến, vì cái đấy nó không liên quan đến rung nhĩ nhiều lắm. Và còn lại khoảng 70-80% là đột quỵ là do nhồi máu não. Thì cái nhồi máu não ở đây thì nguyên nhân của nó chủ yếu là do cái cục máu đông nó đến, nó gây tắc mạch.
Và cái dung nhĩ này nó sinh ra, rất dễ sinh ra cái cục máu đông ở trong cái buồng nhĩ. Và cái cục máu đông này nó cứ càng ngày nó càng to lên. Mình cứ bảo là tại sao tôi bình thường làm sao có cục máu đông, nhưng thực ra trong người mình luôn luôn xảy ra cái tình huống là tạo các cục máu đông và tan các cục máu đông, nó diễn ra liên tục. Thế khi mà nó cứ luẩn quẩn giống như một cái mương nước ấy, mà nó không thông ấy, thì rác nó dễ đọng lại. Thì ở đây cũng thế, cục máu đông nó cứ to dần lên, đến lúc nào đấy nó theo cái dòng máu nó trôi đi, và hay gặp nhất là lên não, thì nó sẽ gây tắc một động mạch não và khiến cho một vùng não rất là lớn nó không được nuôi dưỡng mà gây ra đột quỵ não. Ngoài ra thì nó có thể để vào trong động mạch vành, gây ra nhồi máu cơ tim, có thể tắc mạch phổi, tắc mạch chi, tắc mạch rất nhiều nơi. Vâng, như vậy là với bệnh nhân dung nhĩ thì cái việc mà dùng thuốc chống đông là bắt buộc, đúng không ạ? Vâng. Bởi vì nếu như không dùng thuốc chống đông thì nó sẽ sinh ra các cái cục máu đông, và cái cục máu đông này có thể di chuyển. Đúng rồi. Ví dụ lên não thì có thể gây ra cái đột quỵ não, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa bác sĩ, lúc này thì chương trình tiếp tục nhận được điện thoại của thính giả. Vâng, alo. Vâng. Vâng. Xin chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bác. Tôi, vâng, báo cáo với chương trình bác sĩ là tôi năm nay là 76 tuổi. Vâng. Tôi thấy là cái hiện tượng nhất là hay bị đánh trúng ngực, tức ngực. Với hiện tượng thứ hai là đang ngồi đứng dậy, nó cứ bổn trên tay và nó cứ choáng váng chứ nó không chóng mặt. Thế tôi đi khám bệnh thì được bác sĩ cho đi cái điện tâm đồ ấy mà. Vâng. Thì tôi thấy là mà kết luận là thứ nhất là nhịp xoang này, thứ hai là cục trung gian, thứ ba là rối loạn dẫn truyền trong thất thải. Thế hôm nay cái chương trình này tôi muốn hỏi bác sĩ là cái bệnh của tôi như thế thì liệu có dẫn đến dung nhĩ không? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ muốn để đi tầm soát xem mình có khả năng bị dung nhĩ thì đi khám gì, đi siêu âm tim hay là trước đi liệt tâm đồ. Cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Vâng, bác đã chuẩn bị thông tin rất là đầy đủ để đặt câu hỏi với bác sĩ tham gia chương trình rồi ạ. Xin mời bác sĩ Hoàng. Vâng, em chào bác. Qua cái của bác mà nói thì hiện tại là cái điện tim của bác là một cái rất là rõ ràng. Thì trong cái kết quả điện tim của bác là nhịp xoang ở đây có nghĩa là chưa bị dung nhĩ bác ạ. Nhịp xoang có nghĩa là cái tâm nhĩ nó vẫn co bóp theo đúng cái do cái quả tim nó chỉ huy, chứ chưa bị mất kiểm soát. Ở đây nhịp xoang là một cái yếu tố rất quan trọng, mọi người thì thấy bình thường, nhưng đối với của bác như thế là chưa bị dung nhĩ. Vì trục trung gian thì cơ bản cũng vẫn bình thường, còn rối loạn dẫn truyền ở trong tâm thất thì nó có thể khiến cho cái tâm thất hai, cái tâm thất phải và tâm thất trái của bác lúc mà nó đập nó sẽ hơi lệch nhịp một chút, nhưng mà nếu mà nhẹ thì nó cũng không sao cả. Tuy nhiên là đối với trường hợp của bác ấy, bác hỏi là tại sao lại tôi lại đứng lên nó bùn rùn tay chân tay này lúc là hồi hộp đấy, thì cái này thì tôi nghĩ là bác có thể đi khám về nội thần kinh. Và đối với cái những cái trường hợp mà tôi đã thường khám thì có nhiều khả năng bác là bị rối loạn thần kinh thực vật, thì bác nên khám bác sĩ nội thần kinh thì sẽ tốt hơn. Thế bác cũng có hỏi là để kiểm tra, để kiểm soát hay để dự phòng, thì cái việc này để xem có bị dung nhĩ hay không ấy, bác chỉ cần đến cái chỗ nào mà có cái máy điện tim, xong người ta làm điện tim cho bác là có thể chẩn đoán được bác bị dung nhĩ hay không. Tất nhiên như ở đây khi nãy là tôi cũng có nói là một số trường hợp mà dung nhĩ nó kiểu nó thoáng qua và thi thoảng nó mới xuất hiện thôi, nó từng cơn rất là ngắn ấy, thì có thể mình sẽ cần phải đeo cái điện tim 24 giờ để mình đánh giá. Tuy nhiên là cái trường hợp này nó cũng rất ít thôi, và bác cũng có thể không cần quá quan tâm về vấn đề đấy bác nhé. Vâng. Dạ. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình ạ. Thưa bác sĩ Huy Hoàng, là cái nguy cơ đột quỵ ở bệnh nhân mắc dung nhĩ thì được đánh giá dựa trên những cái yếu tố hay là những cái thang điểm như thế nào ạ? Vâng, vì là cái dung nhĩ nó gây ra rất nhiều trường hợp đột quỵ đấy, chúng ta thấy khoảng 20-30% mà đột quỵ não là do từ dung nhĩ mà ra. Do đó các nhà khoa học, đặc biệt là các nước Âu Mỹ thì bệnh nhân rất nhiều, nên là các nhà khoa học chắc chắn người ta sẽ phải đưa ra một cái thang điểm nào đấy. Thì cái thang điểm hiện tại mà thông dụng nhất là thang điểm CSA2, DS2, VS. Đấy, thì cái thang điểm này nó sẽ có các yếu tố, điểm tối đa là 9 điểm, còn thấp nhất là 0 điểm. Vâng. Thì trong này là ví dụ như suy tim, mà suy tim sung huyết là có suy chức năng thất trái này, tính là 1 điểm này, tăng huyết áp là 1 điểm này, đái tháo đường 1 điểm này, nếu mà có tiền sử đột quỵ hay là bệnh thiếu máu não thoáng qua hay là tắc mạch thì là 2 điểm, còn có bệnh mạch máu ví dụ như là xơ vữa động mạch hay là nhồi máu cơ tim thì 1 điểm. Đấy, những cái này nó là tổng cộng bây giờ chỗ này nó là 6 điểm rồi. Thế vâng. Ngoài ra nếu mà tuổi, nếu mà dưới 65 thì không có điểm nào. Dạ. Từ 65 đến 74 1 điểm, còn lớn hơn 75 tuổi là
tính 2 điểm, còn nếu mà nữ lại tính thêm 1 điểm nữa. Vâng. Thì dựa vào cái điểm số này thì người ta sẽ ước tính cái nguy cơ đột quỵ, ví dụ từ 0 đến 9 điểm, 0% là nguy cơ đột quỵ không có này, 1-2% thì nó sẽ có 5-7%, và cao nhất nếu mà 9 điểm là cái nguy cơ đột quỵ nó khoảng 15-16% mỗi năm, tức là mỗi năm là có khoảng 15% bệnh nhân có thể bị đột quỵ. Nhưng mà để mà xác định được cái thang điểm này thì bệnh nhân cần phải làm gì, cần làm như thế nào? Vâng, để xác định các cái thang điểm này thì thực ra nó không quá khó khăn, vì thường các cái bác bệnh nhân này là bác cũng biết rồi, mình bị tăng huyết áp hay là mình bị tiểu đường rồi, tất nhiên mình cũng nên đi khám sức khỏe để ví dụ như suy tim chẳng hạn, hoặc đánh giá chức năng của tâm thất trái chẳng hạn thì cần có siêu âm tim, kết luận của bác sĩ. Tuy nhiên tăng huyết áp này, tiểu đường, hoặc là có cái tiền sử đột quỵ, hay là đã từng bị đặt stent chẳng hạn, hoặc là tuổi các thứ, thì các vấn đề đấy bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân hoàn toàn có thể tự tính toán được để biết là cái nguy cơ đột quỵ của mình ở mức nào. Và khi mà mình biết được cái nguy cơ đột quỵ của chính bản thân mình thì mình cũng sẽ có những cái biện pháp thay đổi về lối sống, đúng không ạ? Để có thể kiểm soát được cái nguy cơ xảy ra cái cơn đột quỵ. Thưa bác sĩ, là với bệnh nhân thì những cái bệnh nhân dung nhĩ thì thường là khi phát hiện dung nhĩ là sẽ bắt buộc phải dùng thuốc chống đông ngay, hay là đến một cái lúc nào đó thì mới phải dùng ạ? Vâng, thực ra thì cũng không phải tất cả bệnh nhân dung nhĩ đều phải dùng thuốc chống đông. Vâng. Tuy nhiên cái bệnh nhân mà không phải dùng thực ra nó rất là ít. Vâng. Vì dựa vào cái thang điểm này chúng ta thấy ví dụ chỉ cần hơn 75 tuổi là đã 2 điểm rồi. Thì vâng. người ta đã có một cái hướng dẫn của các hội tim mạch học của châu Âu hay của Mỹ, là người ta họp hàng năm, và hội tim mạch học của Việt Nam hàng năm cũng cập nhật các cái đấy. Thì khi mà cái thang điểm này ấy, cái thang điểm mà 9 điểm mà tôi vừa nói, nếu mà anh không điểm, anh 1 điểm thì thôi không phải dùng thuốc chống đông. Tuy nhiên nếu mà anh 2 điểm trở lên là anh đã phải dùng thuốc chống đông rồi. Và đối với thuốc chống đông thì hiện tại là nó chỉ có 2 loại thôi. Loại thứ nhất là loại kháng vitamin K, thì như tôi đã nói là có acinocumarin và warfarin. Thì cái thuốc này được cái là nó rẻ tiền này, nó hiệu quả cũng tốt này, tuy nhiên nó có nguy cơ gây xuất huyết nội sọ, và hàng ngày là phải, hàng tháng là phải đánh giá cái mức chỉ số đông máu INR để mình điều chỉnh. Thì gần đây thì có các thuốc chống đông thế hệ mới ức chế yếu tố 10 hoạt hóa, ví dụ như rivaroxaban này, apixaban các thứ, thì nó có rất nhiều ưu điểm, tức là nó không gây xuất huyết nội sọ này, không phải theo dõi INR thường xuyên, tuy nhiên giá thành nó hơi cao. Thế thôi. Và để được dùng cái loại thuốc chống đông phù hợp thì bệnh nhân bắt buộc là phải đến các cơ sở y tế và được theo dõi bởi bác sĩ, được hướng dẫn bởi bác sĩ, đúng không ạ? Ngoài cái việc dùng thuốc chống đông thì bác sĩ có thể cho biết là cái việc điều trị dung nhĩ hiện nay như thế nào, và các cái cách dùng thuốc dự phòng đột quỵ do dung nhĩ thì có thể dự phòng được không ạ? Vâng. Hiện tại thì ngoài cái việc mà là dự phòng về đột quỵ như mình nói, thì cái cách điều trị dung nhĩ ở đây là đầu tiên là mình làm sao để kiểm soát cái nhịp tim, vì thông thường các bệnh nhân dung nhĩ nhịp tim rất là cao. Vâng. Nhịp tim có thể 120, 140, thậm chí 160 lần một phút. Thì khi mà nhịp tim tăng như thế thì gây ra các vấn đề là suy tim, khi quả tim của anh phải làm việc quá nhiều thì nó làm cơ tim nó mệt mỏi, nó sẽ gây suy tim. Rồi là khi nãy tôi đã nói, tức là khi mà nhịp tim nó đập nhanh quá thì là máu nó không vào động mạch vành, gây suy mạch vành. Vâng. Cho nên cái việc đầu tiên là phải kiểm soát nhịp tim, không để cái nhịp thất, vâng, nhịp tim nó tăng lên quá cao bằng các thuốc, ví dụ như các nhóm thuốc ức chế beta, rồi các thuốc ức chế kênh canxi, hoặc là dùng cái thuốc cường tim digoxin ấy, thì cái việc này cũng đòi hỏi cái sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa. Cái thứ hai là làm sao để đối với những người mà mới bị hoặc là bị dung nhĩ kịch phát thôi, mình có thể đưa cái nhịp tim của bệnh nhân về cái nhịp bình thường, tức là đưa về nhịp xoang, không bị dung nhĩ nữa. Tuy nhiên đây là chỉ những trường hợp mà mới bị hoặc là bị cái gọi là nó chỉ bị thoáng qua thôi, thì người ta có thể dùng cái biện pháp là sốc điện. Vâng. Sốc điện là một cái rất là hay. Thứ hai là dùng một số thuốc chống loạn nhịp tim. Đấy, thì các cái thuốc kiểm soát nhịp tim này thì nó có những cái chỉ định rất là chặt chẽ và cũng đòi hỏi bác sĩ chuyên khoa là tương đối sâu. Và cách thứ ba là trong một số trường hợp mà dùng các cái này nó không đáp ứng thì người ta sẽ đốt luôn cái đốt nhị thất ấy, một cái nút nhị thất đấy, và người ta dùng một cái máy tạo nhịp pacemaker đặt ở đây, và lúc đấy quả tim nó hoạt động theo co bóp theo cái sự chỉ huy của cái nút tạo nhịp đấy, chứ còn các cái vấn đề dẫn truyền thần kinh tim là thôi coi như mình không can thiệp vào nữa. Thế còn một cái nữa là để dự phòng đột quỵ ạ. Đấy, thì chúng ta biết là dự phòng đột quỵ thì lại là một cái rất là hay. Cái việc dự phòng đột quỵ nó có hiệu quả rất là lớn. Vâng. Chi phí thì không cao, và nếu bệnh nhân chỉ cần tuân thủ việc
việc sử dụng cái thuốc dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ thì nó đã có phòng chống được các nguy cơ đột quỵ rất là nhiều rồi. Vâng. Trước khi chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề dự phòng đột quỵ thì xin mời bác sĩ tư vấn cho một thính giả vừa mới gọi điện tới chương trình ạ. Alo. Alo, xin chào bên tập viên, xin chào bác sĩ ạ. Vâng. Tôi muốn có câu hỏi, muốn nhờ bác sĩ tư vấn là chị gái tôi bảo là bị thiếu máu cơ tim ấy ạ. Thế dùng thuốc chống đông thì bác sĩ cho dùng hiện một tháng thì quay lại khám. Chị ấy lại không có tiền để đi ấy ạ. Vâng. Thì bây giờ thì có mua cái phụ đơn thuốc đấy uống tổn thương gốc, phụ đơn thuốc cũ có được không ạ? Tức là muốn dùng lại đơn thuốc cũ đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, xin mời bác sĩ Hoàng. Vâng, tôi thì nghe cái câu hỏi của bác ấy, thì tôi hiểu là mình bị thiếu máu cơ tim, tức là gọi là thiểu năng động mạch vành đấy. Thiểu năng động mạch vành có nghĩa là ở đây là các cái mạch vành của mình nó đã bị sơ vữa rồi, cho nên luồng máu lên đấy nó kém. Thì thông thường ở các bệnh nhân thiểu năng động mạch vành ấy, bác sĩ là thường kê cho thuốc chống đông. Tuy nhiên ở đây là nó hơi khác với thuốc chống đông ở dung nhĩ, mà cái thuốc mà mình gọi là thuốc chống đông ấy, ở những bệnh nhân thiếu máu cơ tim thì thường lại là thuốc chống ngưng kết tiểu cầu. Đấy, ví dụ là aspirin hàm lượng thấp hoặc là cái clopidogrel. Thì khi mà mình dùng như vậy ấy, thì mình lại phải có cái sự theo dõi của bác sĩ, và trong trường hợp này thì khi hết thuốc mình là chắc chắn phải nên đi khám bác ạ, chứ không nên là mình tự theo cái đơn thuốc xong mình tự dùng thì có thể nó gây ra những cái hậu quả hoặc những biến chứng mà mình không lường hết được. Cho nên mặc dù là thôi điều kiện kinh tế của mình nó cũng chưa được tốt hoặc là mình xa bệnh viện thì mình cũng cố gắng thu xếp một cái ngày nào đấy mình đến khám bác sĩ, không cần phải khám ở những cơ sở nó là quá là hoành tráng đâu, chỉ cần đến những cái cơ sở y tế vừa phải thôi thì các bác sĩ cũng có thể là tư vấn cho mình để mình có cái biện pháp dự phòng kịp thời, chứ không nên tự điều trị. Vâng ạ, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình ạ. Vâng ạ, thưa bác sĩ là mà trước khi kết thúc chương trình thì bác sĩ có thể thông tin một cách ngắn gọn, hướng dẫn một cách ngắn gọn về cái việc mà dùng thuốc dự phòng đột quỵ, đặc biệt là cái thuốc chống đông máu. Vâng. Thì chúng ta đã biết là dùng thuốc dự phòng, dùng thuốc chống đông để dự phòng đột quỵ là tác dụng rất tốt. Tuy nhiên nó sẽ có hai cái tình huống nó xảy ra. Thứ nhất đấy là chúng ta dùng thuốc chống đông nhưng mà nó lại không đảm bảo được việc chống đông, nghĩa là chúng ta quên thuốc, chúng ta dùng liều thấp quá. Và đặc biệt là đối với trường hợp dùng thuốc kháng vitamin K thì trong cái thức ăn của mình, các loại rau ấy nó lại có vitamin K ở đấy, nó làm giảm cái tác dụng đấy đi. Cho nên chúng ta cũng cần phải theo dõi thường xuyên, chúng ta đánh giá cái chỉ số INR. Cái trường hợp thứ hai là bạn lại chống đông tốt quá, nó lại có nguy cơ chảy máu. Đấy, ví dụ chúng ta lại xuất huyết chân răng này, rồi là đi ngoài ra máu, đi tiểu, thì lúc đấy lại chúng ta cần theo dõi, đến để gặp bác sĩ ngay để chúng ta điều chỉnh kịp thời. Dạ vâng ạ, rất là nhiều những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là rất hữu ích đối với bệnh nhân, không chỉ là những người đã mắc dung nhĩ, những người có nguy cơ mắc dung nhĩ nếu nghe chương trình này cũng sẽ có được rất nhiều những cái kiến thức bổ ích để có thể phòng bệnh cho chính mình. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa trân trọng cảm ơn bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng đã tham gia chương trình. Vâng ạ, xin chào các thính giả của VOV2.